Hôm nay, ngày 24 tháng 10, liên doanh Beijing Hyundai đã chính thức trình làng mẫu xe LaFesta Enlite mới ở thị trường Trung Quốc. Đây chính là phiên bản mang phong cách thể thao của dòng xe đen hạng C Hyundai LaFesta chỉ dành riêng cho Trung Quốc. Ở thị trường tỷ dân này, Hyundai LaFesta vốn được định vị cao hơn Elantra và thấp hơn Sonata. Đúng như những hình ảnh do liên doanh Beijing Hyundai tung ra cách đây không lâu, LaFesta Enlite sở hữu thiết kế ấn tượng hơn so với bản thường. Điểm nhấn đập vào mắt đầu tiên của mẫu xe đen hạng C này chính là lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn với thiết kế không viền. Bên trong lưới tản nhiệt là các mắt lưới đa điểm hình lục giác được sơn màu đen bóng. Đặc biệt, lưới tản nhiệt còn được tích hợp 8 bóng đèn hình lục giác, được chia đều sang hai bên. Trên lưới tản nhiệt có thêm logo Enline như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản mang phong cách thể thao của dòng xe đen hạng C này. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo. Trong khi đó, trên cản trước xuất hiện hốc gió, trung tâm hình thang và bốn khe gió giả ở hai bên. Ngoài ra, xe còn có khe gió giả trên đầu xe, nằm sát với nắp capo. Tất cả những chi tiết thiết kế này mang đến vẻ trẻ trung và hiện đại hơn cho LaFeister Enline 2023. Tương tự đầu xe, khu vực bên sườn cũng có thêm những chi tiết dành riêng, như bộ vành hợp kim 5 chấu kép sơn hai màu thể thao và cùng phanh màu đỏ nổi bật. Bộ vành này có đường kính 18 in thêm vào đó là nẹp màu bạc dưới bậc cửa, dập dòng chữ Lafayette nhằm tăng vẻ cao cấp cho mẫu xe đen hạng C này và logo Enline, sau chắn bùn trước. Đằng sau xe tiếp tục được thiết kế theo phong cách thể thao, với cánh gió đuôi màu đen cỡ lớn trên nắp cốp. Bên dưới là cản sau sau mới với bộ khoách tán gió giả, và bốn đầu ống xả giả hình vuông. Ở hai góc cản sau có thêm cặp đèn hình tam giác. Trong khi đó, đèn hậu được thiết kế nằm vắt ngang đuôi xe như bản thường. Không thua kém gì ngoại thất. Nội thất cũng gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vô lăng bốn chấu vát đáy, tích hợp phím chức năng, logo N và lẫy chuyển số. Bên cạnh đó là những điểm nhấn màu đỏ như chỉ khâu trên ghế và cụm điều khiển trung tâm, vách ngăn giữa các phím cơ chỉnh điều hòa hay lẫy gạt chọn chế độ lái. Ghế trước và ghế sau của xe đều được bọc bằng hai chất liệu da có thiết kế thể thao. Trong khi đó, cửa gió điều hòa hình đa giác và các phím cơ mang đến thiết kế đa tầng cho mặt táp lô khu vực dưới của mặt táp lô còn được ốp bằng chất liệu màu đen bóng. Chưa hết, xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số, và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10.25 in, nối liền với nhau thành một khối nằm độc lập trên mặt táp lô. Bên dưới là sạc điện thoại thông minh không dây, các nút bấm chuyển số, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và bộ bàn đạp bằng kim loại. Tuy được định vị cao hơn, Elantra nhưng Hyundai Lafayster 2023 trên thực tế lại có kích thước nhỏ hơn. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.690mm, rộng 1.790mm, cao 1.425mm và chiều dài cơ sở 2.700mm. So với Elantra thế hệ mới ở thị trường Trung Quốc, xe ngắn hơn 10mm trong khi chiều dài cơ sở ngắn hơn 20mm. Nguồn cung cấp sức mạnh là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 200 mã lực. So với Hyundai Elantra Enlight 2023 tại Việt Nam, xe yếu hơn 4 mã lực. Hiện giá xe Hyundai Lafayette Enline 2023 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, khi mua mẫu xe này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn những màu sơn ấn tượng hơn, như gáp voi hoặc xanh phối đen theo phong cách xe đua Mỹ cổ điển.